Tiếp nối một ý kiến cộng đồng mạng là quan điểm của Hoa sĩ Đỗ duy Ngọc đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 19 tháng 2 về việc quan chức Cộng sản lại rụt rịch đổi tên Thành Hồ. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước suy nghĩ về việc đổi tên đường ở Thành Hồ sắp tới, có tin là Thành Hồ đang rụt rịch đổi tên đường lần nữa. Theo báo cáo hiện nay, có hơn 400 con đường có tên trùng lấp, ghi sai. Sau năm bản lầm với khí thế cách mạng bưng bưng, những người có trách nhiệm đồng loạt đổi tên đường. Sài Gòn trước năm 75, tên đường được đặt một cách khoa học chính xác và từ tên đường, người ta có thể nhìn thấy quá trình lịch sử của dân tộc. Sao không giữ lại, chỉ thay đổi những tên không phù hợp và tăng cường thêm một số tên cho thích nghi với chế độ mới mà phải thay toàn diện thế. Có khi đem từ chỗ này gắn lại vào chỗ kia rất tào lao. Người ta làm tốt rồi thì xáo trộn làm chi? Đừng một cái nhiều tên bị bỏ, thay vào đó rất nhiều tên lạ hót. Thông thường, những người được đặt tên đường là những người làm nên lịch sử, những danh nhân góp phần dựng nước và giữ nước mà ai cũng biết tên. Những người có công lớn với đất nước, với vùng đất và được nhân dân ca ngợi. Đằng này, từ cuộc đổi tên lần đầu tiên đó xuất hiện rất nhiều tên chẳng ai biết có thành tích công lao gì. Đó có thể là một người hy sinh khi đặt bơm mìn trong thời chiến, cũng có thể là một người hoạt động nội thành bị bắt và chết trong tù, cũng có thể là một anh hùng cách mạng được chế độ phong tặng. Hầu hết, nhân dân không hề biết công lao cũng như tên tuổi của họ. Nhiều nhân vật lịch sử bị xóa tên, nhiều chiến công rực rỡ của lịch sử bị gạch bỏ. Chưa kể là việc đặt tên thiếu khoa học, thiếu nhất quán tạo ra những rối rắm và lộn tung phèo, trùng lấp. Giờ đây là tính đổi lại. Chưa biết tên ai sẽ được phục hồi, tên ai lại phải bỏ. Nhưng trước tiên đã thấy những hậu quả của nó. Thay đổi tên một con đường là thay đổi tất cả mọi giấy tờ, sổ sách liên quan đến con người. Từ căn cứ công dân cho đến giấy hồng sổ đỏ của mỗi căn nhà từ địa chỉ cơ quan đến công ty cho đến tư gia của mỗi người dân là khai sinh giấy phép lái xe, sổ bảo hiểm cá nhân, kèm theo đó là tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm, hồ sơ cá nhân vân vân, biết bao là giấy tờ không kể hết. Nói chung là tất tận tật những gì liên quan đến địa chỉ, tất cả đều phải thay đổi. Cơ quan nào làm cho nổi và người dân tốn bao nhiêu thời gian, qua bao nhiêu thủ tục để đáp ứng cuộc đổi thay này. Báo tuổi trẻ hôm nay chạy tiết lớn ở trang nhất, sắp xếp lại tên đường ở Hồn Thành Hồ, làm sao tránh sáu trộm lớn. Xin thưa, làm sao mà tránh sáu trộm lớn khi việc làm đó đã là một sáu trộm quá lớn trong đời sống. Với người dân lại khổ sở với biết bao thủ tục, xin các ngài làm ơn đừng quại cái thành phố này nữa, nay sửa cái này, mai chỉnh cái khác. Hôm nay đập phá cái mặt hơn thế kỷ, những di tích đã có mặt ở đây hơn trăm năm, rồi xây lên những cái kệ cổm thô cứng thay thế Hồn có một vùng đất phai nhạt rừng rồi mức hẳn. Nếu sắp xếp tình đường lần này, mong các ông mời những chuyên gia, những người am hiểu lịch sử, phong tục thành phố này thực hiện cho kỹ càng, không thể làm theo kiểu phong trào được đâu. Cũng không thể giao cho các ông bà cán bộ văn hóa với kiến thức hạn chế mà làm một việc lớn thế này được đâu. Các ông lâu nay cứ nghĩ rằng những người đã kinh qua các lớp cao cấp chính trị, đã xuất thân từ trường nguyện ái quốc thì việc gì cũng làm được nên quậy tùm lum. Chẳng phải thế đâu các ngài ạ. À làm gì cũng phải cần các chuyên gia những người chuyên môn không phải chỉ có lý luận là làm gì cũng xong đâu làm chết càng làm càng hỏng